Xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của blogger Tuấn Khanh về trí tuệ nông dân của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm. Trong một bài tường trình về buổi họp của nhóm Việt kiều yêu nước tại Mỹ, tạm gọi là như vậy, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có tóm tắt trong đó vài chi tiết về sự phân hóa của lực lượng có lòng với chính quyền Việt Nam hiện nay và một vài ý kiến của ông về tương lai của Việt Nam với người Việt ra đi vì bất đồng chính kiến tưởng cũng nên nhắc lại và nói suy nghĩ đôi chút ở đây. Trong cuộc trò chuyện hôm đó, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có nhắc đến một nhân sĩ trí thức không rõ tên, gọi kiểu tư duy của những người lãnh đạo hiện nay của Việt Nam là trí tuệ nông dân. Dựa trên khái niệm này, ông Liêm cho là tên gọi này công bằng khi để xảy ra rất nhiều những quyết sách gọi là sai lầm của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phần bài sau đó, ông Liêm cũng khẳng định rằng Hôm nay, những suy nghĩ như vậy đã mất đi và chính quyền Việt Nam đã vượt thoát và vươn lên. Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam đang vươn thoát khỏi những sai lầm chính sách của trí tuệ nông dân. Cùng lúc, ngôn ngữ và tinh thần của Nghị quyết 36 vẫn còn là một tác phẩm dung chứa tư duy của tầm mức trí tuệ nông dân đó. Ông Liêm viết và khuyến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam nên có một nghị quyết khác hơn, hay hơn, hiệu quả hơn. Trên thực tế, không có một minh chứng nào cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn tiến hóa từ trí tuệ nông dân đến một trí tuệ văn minh như ngày hôm nay như được nhận định kia. Bản chất của tất cả mọi quyết sách của Hà Nội đều nằm ở trong một tình trạng ngày càng được tinh vi hóa hơn trước bối cảnh thế giới đang đổi thay cũng như dù phân hóa nhưng cộng đồng người Việt ngoài Việt Nam vẫn là một thế lực lớn, bao gồm sự khác biệt tri thức, kinh tế và chính trị. Mềm dẻo và tinh vi hơn luôn là cách bảo đảm cho sự sống còn. Sẽ khó có ai chứng minh được chuyến đi của ông Nguyễn Văn Linh tới hội nghị thành đô Tứ Xuyên là một việc làm của trí tuệ nông dân hay tư duy xảo diệu. Đảng Cộng sản Việt Nam đủ thông minh từ những ngày đầu để làm tất cả mọi thứ dựa trên sự sống của mình và quyền lực có được của mình. Ai có thể nói cuộc cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc là trí tuệ nông dân mà tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm gọi là độc ác với thể thức dùng bạo lực cốt khẩu hóa tài sản công dân, mượn giá trị giai cấp để mà chia rẽ. Và chính trí tuệ nông dân đó đủ khôn khéo để dừng lại khi người chết khắp nơi, sự phẫn nộ như bão giày ở trong lòng dân chúng, bao gồm cả việc vị lãnh đạo xuất hiện dây dứt, cầm khăn lau nước mắt. Sau những hành động bị đánh giá thấp, những người lãnh đạo đủ khôn khéo để chưa bao giờ nói lại hay xin lỗi những người chết oan cho cái chủ trương, chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Năm Cát Anh Long ấy. Gọi trí tuệ nông dân hay bằng lòng với cách gọi đó có thể là sự bộc phát ngao ngán tạm thời, nhưng nếu dùng như một mệnh đề biện giải là cách cố gắng làm mềm đi các cái thủ thuật và tư duy độc tài xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mô tả của ông Nguyễn Hữu Liêm về nhà nước Cộng sản Việt Nam hôm nay đã vươn lên văn minh hơn chỉ là một cái nhìn hết sức kém cỏi so với thực tế. Nó chỉ bày ra ước mơ muốn được đóng góp tư duy cho hệ thống cầm quyền Việt Nam hôm nay, bỏ mặt những vấn đề nhức nhối như con số tù nhân chính trị từ nổi tiếng cho đến những người dân bình thường đang bị giam hãm, bị đặt những cái mức án mơ hồ nhân danh luật pháp văn minh của Hà Nội. Nhưng không chắc là Hà Nội sẽ cần những ý kiến chính thức như vậy, ngoại trừ nó được dùng như một mặt trận truyền thông về một lớp trí thức hải ngoại đang hạ giọng và dịu dàng hơn với người Cộng sản bởi những bài diễn văn báo cáo hàng năm của những ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hay hội Việt Kiều yêu nước suốt gần nửa thế kỷ không nói gì về những đối kháng cụ thể của người Việt hải ngoại mà chỉ nhấn mạnh về đóng góp và tấm lòng hướng về tổ quốc mà trong đó ngụy biện luôn mập mờ tổ quốc là đảng cộng sản và chính bản thân của ông Lim cũng phải mượn website của đài BBC để mà bày tỏ thiện chí của mình, kêu gọi phải thay đổi nghị quyết 36 và có cái nhìn khác về việc kiều. Buồn thay, chính đài BBC cũng là nơi bị dựng tường lửa suốt vài thập niên nay để người dân trong nước khó khăn khi ghé qua. Trí thức hải ngoại có khả năng tự cho là mình biết nhìn thời thế và lên tiếng muốn đóng góp với nhà cầm quyền Việt Nam, đôi khi lại chính là một cái kiểu trí tuệ nông dân hay tấm lòng nông dân khi mong rằng sẽ thay đổi được Hà Nội. Chắc chắn Hà Nội không có nông dân khi mà chạy mọi cách để mà vào WTO, để mà có được EFTA, để mà có chân trong Liên Hiệp Quốc và tăng cái tính chính danh khi lấy chiếc ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hà Nội làm mọi thứ để trường ra mặt bằng của thế giới phương Tây, nhưng không quên đàn áp tàn nhẫn con người Việt Nam khác khác biệt chính kiến từ ngoài xã hội cho đến trong nhà tù. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm chắc đã quên rằng sau năm 75, chính sách ngăn chặn lương thực, cướp tài sản, đổi tiền, cấm mua bán nhằm siết miền Nam kiệt quệ không còn sức phản kháng trong 3 năm. Chắc chắn không phải là trí tuệ nông dân tầm thường. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm quên mất, vì lãnh đạo Tây học ông Phạm Văn Đồng đối đáp trực tiếp tiếng Pháp với phóng viên ở Paris vào tháng 4 năm 77 về lý do cầm tù hàng triệu người của chế độ Việt Nam Cộng hòa rằng chúng không có quyền con người. Nông dân không thể nói như vậy, đó chỉ là ngôn từ hận thù tinh vi của kẻ cầm quyền có học và Hà Nội cũng luôn vượt qua những cái suy nghĩ nông dân để tránh nói hay xin lỗi về những điều này thực ra những người rời quê hương ra đi ai cũng mang theo tấm lòng nguồn cội ai cũng khao khát muốn đất nước mình đổi thay nhà cầm quyền tốt hơn cho một mai quê hương tươi sáng nhưng việc quay lại và chấp nhận việc dễ dàng hòa hợp hòa giải có lẽ cho riêng một số người nhưng bỏ mặc lịch sử ngổn ngang và nỗi đau của người sống còn đó thì cũng là một loại trí tuệ nông dân chứ không phải của một người trí thức thật khó mà xuề xòa với máu xương. Cuộc ra đi tìm tự do và không cúi đầu vì nhân phẩm của nhà tiên tri Mose trong lịch sử, ác đôi khi cũng cần được nhắc lại như một bài học. Vừa rồi là bài bình luận của blogger Tuấn Khanh. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.